Thì lúc em đang làm việc tự nhiên thằng bạn cấp ba em nó gọi cho em tâm sự. Nó nói Ân ơi, tao đang buồn quá. Tao có một cô gái mà tao cua hoài không được. Tôi cua gần 3-4 tháng nay rồi. Mà em đang nghĩ trong đầu, ủa thằng bạn em nó đẹp trai, nó cao 1m85 luôn. Em trong đầu em nghĩ là thằng này đẹp trai sao nó không cua được. Thì nó nhờ em, Ân ơi, tao nhờ mày giả làm tao đi, cua bạn này giùm tao. Tại vì mày cũng nói chuyện được xíu, còn tao cua hoài không được. Thì em cũng thử em nhận lời để em giúp nó. Thì để cho em số điện thoại. Lúc đầu em nhắn tin cho vợ em, mà có khi em nhắn một tin nhắn mà tới 2 ngày 3 ngày vậy em mới trả lời. Nhưng mà tới một khoảng thời gian khoảng 2 tháng sau, lúc đó thì em thôi, em nói thật luôn với vợ em không thể giấu được nữa. Thì nói tôi giúp thằng bạn tôi vậy thôi, chứ tôi thấy kỳ quá, tại sao bạn không thích nó. Thì lúc đó vợ em mới tâm sự với em vậy. Tại sao? Em nói đi. Thấy kiểu bạn nó không có được men vậy lắm. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Dạ đã có bạn trai rồi. Cũng là một phần là như vậy. Nhưng mà lúc đó là cái lúc mà bạn này thú thật với em á, là bạn không phải là cái người kia đó. Lúc đó là em và bạn trai em có còn không? Vẫn quen, nhưng mà bạn này chỉ xem bạn này bạn thôi, kiểu như thấy bạn này cũng thật thà vậy thôi, chứ chưa có đến gì hết á. Mà sau bạn này mới về quê, rồi mới ghé ngay cái chỗ mà học của em á, rồi mới hẹn ra kiểu như là uống cà phê. Tại vì hai người cũng học chung chuyên ngành á, kiểu như để xem trao đổi với nhau đó. Đi rồi thấy tính tình hợp với nhau. Nói chung là đi cỡ tầm nửa tiếng thôi. Nhưng mà sao cái vô tình có cơn mưa lớn ơi là lớn luôn, nên là không có về được, phải tấp vô cái quán mà karaoke á, rồi hai người ngồi hát, rồi kiểu như là nói chuyện được nhiều hơn. Lúc đó mới hiểu được hơn. Trời khiến rồi, đúng không? Chứ phải hôm đó là không có cơn mưa thì chưa chắc gì là đã hiểu nhau. Đó là ý trời đó. Nhưng mà lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em có bị mất hồn không? Ấn tượng rất cái mái tóc, tóc dài qua chấm lưng luôn. Mà chỉ cần xõa thôi là hết thấy lưng luôn. Chán rất là thon, rất là đặc biệt, rất là trắng. Nghĩa là em gặp là em đã thích rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Và bây giờ nè, đang có bạn trai và bây giờ gặp thêm một người này xuất hiện như vậy là tới 3 người lận á. Có khi nào bạn trai biết không? Hôm bữa đó có lần sau bạn này chở em đi á, cái bạn trai đứng trước cửa. Xong rồi rồi 3 người gặp nhau luôn. Rồi sao, chuyện gì xảy ra? 3 người nói chuyện với nhau, nói chuyện để tìm hướng giải quyết á. Xong cái thấy bạn trai mình nói ra, cái thấy bạn trai đó không được thật thà cho lắm. Rồi mình cảm thấy thất vọng á, muốn cho bạn này cơ hội. Thôi em tự đưa ra luôn, em nói là thôi thả cái đồng xu đi, hai anh muốn chọn mặt nào thì em sẽ theo người đó, cho người đó cơ hội. Tại vì không có cái nào giải quyết nào. Rồi sao? Dạ lúc đó em hồi hộp lắm. Tại vì nó giống như là coi trời định đó. Đó, trời định. Cái này là trời định đó, may rủi luôn. Lúc đó thì cũng em nghĩ trong đầu đấy, phải trời Phật phù hộ cho con. Em nhớ lần đầu tiên á là đúng cái mặt em chọn, nhưng mà nó không chịu, anh nó nói là xé nháp. Cái đến lần thứ hai vẫn là cái mặt của em luôn. Thì lúc đó anh nó thế ra rồi, cái anh nó nói với vợ em là bây giờ cho anh một tháng cơ hội đi. Nhưng mà lúc đó thì bà vợ em cũng nói là thôi bây giờ anh đã nói như vậy, anh đã đồng ý cuộc chơi này. Một lần thì anh nó nháp, nhưng lần hai là chính xác như vậy rồi. Trời định như vậy rồi, thì anh phải chấp nhận thôi. Em chị hỏi nè, cái hôm mà hát karaoke á, là hôm mà hát xong là về, là sau cái buổi hôm đó là em có cảm tình với bạn này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là chính vì vậy mà mới có những cái chuyện trao đảo, rồi bạn trai em mới biết, rồi mới này kia mới gặp nhau đúng không? Dạ. Thôi thì giờ cũng đến được với nhau do trời định đó. Đó là ý trời đó. Dám cá luôn, nếu tung lần 3 vẫn thuộc về bạn. Đúng rồi, kể cả anh kia tung luôn. Đó, vẫn thuộc về bạn. Rồi bắt đầu đi, lấy cái móc từ sau cái đồng xu đó, hai đứa bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ đúng rồi. Từ lúc đó cho đến lúc cưới là bao lâu? Tụi em quen nhau cũng hơn 5 năm tụi em mới cưới. 5 năm mới cưới. Như vậy trong 5 năm nó chắc có nhiều trắc trở lắm đúng không? Hay là nó suôn sẻ? Dạ thực chất thì vợ em chồng em cũng suôn sẻ lắm. Ôi thôi vậy chúc mừng. Như vậy thì sau cái đó thì bao lâu tụi em có cái hôn đầu tiên với nhau? Em ở Sài Gòn, em làm việc ở Sài. Thì vợ em ở dưới Long An á. Thì khoảng 2 tuần khoảng tháng em mới về một lần. Mà vợ em lúc đó cũng khó lắm chứ không có dễ nữa. Gặp nhau là chỉ nói chuyện một vài câu thôi, là đi về học bài. Mới ngồi gần xíu thôi là thôi anh đi ra đi. Cả cũng không được luôn. Dạ. Bao lâu thì mới hôn được? Gần hơn 1 năm. Tại lúc đó là vợ em lên Sài Gòn làm với em luôn. Thì lúc đó có cái thời gian. Dạ đúng rồi, hôn ở Sài Gòn. Rồi sau khi mà hôn được rồi thì có cái gì đi xa nữa? Vợ em thì em cũng nói lúc đầu là vợ em khó lắm. Hôn em nó hơn 1 năm á, mới được hôn đó, mà hôn má thôi. Hôn gió, hôn mi gió rồi đó. Trời ơi, hôn gió mà em phải chơi chiêu mới hôn được đó. Mà 1 năm mới hôn gió. Dạ. Rồi em chơi chiêu là bao nhiêu lâu? Trước khi cưới khoảng 1 năm thôi mới được hôn. Trời là 4 năm mới được hôn. Em là phong bằng kêu bằng mà thánh chịu đựng là em nè. Rồi như vậy là đến đêm động phòng mới có giá trị đúng không? Mới chính xác là được đụng đúng không? Người nàng ấy mới là đáng giá ngàn vàng đối với hai em đúng không? Tuyệt vời, lãng mạn. Có không? Đêm động phòng nó sao? Lãng mạn. Đêm đồng phòng thì em nhớ mãi luôn á. Sau khi mọi người về hết rồi thì vô phòng chuẩn bị ngủ rồi, cái vợ em quay lưng rồi, tại nhát mà, gái lần đầu tiên mà, cái em quay nói em mình là vợ chồng rồi đó. Im 10 phút sau em nói im ủi kỳ vậy đó, cái em nói em mình là vợ chồng rồi đó, còn thức nhưng mà cứ quay mặt vậy đó. Cái lúc đó em tức quá, để anh, và lúc đó là em chủ động luôn, lâm trận luôn. Dạ. Thì vậy không nói gì hết. Bây giờ hết nhát chưa? Giờ thì hết rồi. Bây giờ ngược lại rồi phải không? Dạ, giờ ngược lại vậy. Lâu em nhé. Bây giờ mà lâu mà không đụng được anh ơi. Mình là vợ chồng đó anh. Đúng không? Tụi em là lấy nhau bao lâu thì mới có con? Khoảng 6 tháng. Và để sanh con rồi luôn. Sanh con rồi luôn mà phọt như vậy nè, có chịu nổi không? Đó. Con được mấy tháng? Dạ được 1 tuổi. Được 1 tuổi. Ủa trời. Hai bạn yêu nhau tới 5 năm lận. Như vậy mà bây giờ là các em cũng được 8 năm rồi. Tật xấu của anh ấy có gì không em? Dạ khi mà sống chung rồi mới biết được nhiều tật xấu. Tại vì trước khi quen thì những gì nó cũng đẹp hết, hoa hồng hết. Khi mà cưới nhau về hay nóng tính nè. Trời ơi em này nóng tính hả? Dạ. Rồi có cọc không? Dạ có. Dạ. Cái đô nặng nhất là ảnh làm cái gì? Kiểu như là nạt nộ thôi. Rồi nói xong rồi mình thấy vậy mình giảm xuống rồi mình ra chỗ khác. Tí là cái hết. Có quăng đồ quăng đạn đó? Dạ không. Với lại hay đi về khuya. Đi nhậu hả? Cũng nhậu rồi có lúc cũng đi làm. Đi làm thì thường có 9-10 giờ thôi. Có đi tham gia cái câu lạc bộ mà cầu lông á, đánh cầu lông xong rồi mấy anh em vài chén, có 1-2 giờ mới về. Đánh cầu lông tới 1-2 giờ. Đi khuya. Buổi sáng sao đi làm nổi? Dạ buổi sáng em bởi ngủ nướng. Bởi vì em ngủ nướng đó. Buổi 9 giờ mới dậy. Rồi giờ tới em đó. Bà xã em cũng hiền, nhưng cũng có một vài cái tật xấu nhỏ chút xíu thôi. Thứ nhất là vợ em hiền, mà cái đó là một cái ưu điểm, nhưng mà bên cạnh đó cũng là khuyết điểm nữa. Tại vì ví dụ như đang nói chuyện, em hỏi là em ý em sao cũng được hết á. Nhưng mà đến khi sự việc đó xảy ra thì vợ em đã không đồng ý thì không làm, mà cũng không nói nữa. Thế em hỏi là tại sao mà lúc đó em không chịu nói, không chịu bàn với anh, thì lúc đó em không biết nữa. Hiền quá hiền luôn, không chịu nói, không có chính kiến của mình. Tại sao vậy? Kiểu như từ nhỏ giờ là em ít nói rồi. Đi làm thì nói thôi, về nhà em cũng hạn chế nói chuyện. Em bé rồi về rồi ru bé ngủ rồi ngủ luôn. Rồi có khi chồng về, nhiều khi không gặp mà sáng mới gặp. Nhưng mà ví dụ như ảnh đi 2-3 giờ khuya về, em có bực mình không? Em có ghen không? Dạ không. Em có suy diễn là ảnh đi với ai không? Dạ không luôn. Em tin hoàn toàn. Em có nghĩa là luôn. Em ơi, em không quan tâm hay là em tin chồng em tuyệt đối? Em tin chồng em. Dạ. Bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hiền quá, em muốn vợ em này đôi lúc á thì cũng có cái gì thì cứ nói, chứ đừng có mà để trong lòng. Tới một sự việc nào đó thì khó chịu, mà khó chịu cũng không phải là la lớn gì hết, là không làm thôi và bỏ chỗ khác. Khi mà lửa dành cho chồng á thì có gì mình phải tâm sự với nhau nghe. Em thì sao? Em thì muốn chồng em thì về sớm hơn tí. Tính thì cái tính nóng á thì chắc nghĩ là chắc không bỏ được rồi, nó ăn sâu vô rồi. Chắc từ từ thì mình tự mình kiềm chế, mình hạn chế là thôi. Cái nóng nảy của ảnh có làm cho em bị tổn thương không? Dạ có. Là do cái lời nói đúng không? Dạ cái đúng rồi, lời nói ngôn ngữ chứ không phải là do cái hành động đúng không? Dạ. Chị cảm giác vậy nè, em chưa hiểu rõ vợ em lắm. Ví dụ nãy chị hỏi vợ em có ghen hay không, vợ em nói không, vợ em không ghen, hoặc là vợ em không này kia nọ. Chị nghĩ là vợ em không muốn nói ra cái điều đó. Nhưng mà không người phụ nữ nào mà thấy chồng mình đi tới 2-3 giờ sáng mà yên tâm được hết trơn á. Chỉ có điều là vợ em tự vượt lên cái điều đó với bản thân mình. Vì sao? Ví dụ như là tánh em nóng thì nhiều khi nói ra rồi em lại cọc cằn, em lại nói, rồi là nói như vậy rồi vợ lại tổn thương. Tổn thương thì cô này thì bản thân cô đã hiền rồi, nhiều lần như vậy thì cô sẽ tự cô co mình lại, cô đóng cửa lại và cô không có cởi mở ra nữa. Đến một lúc nào đó là em hoàn toàn sẽ không hiểu vợ em nghĩ cái gì luôn đó. Nếu như mà cái tình trạng này không cải thiện là không bao giờ em hiểu được vợ em luôn. Với những người phụ nữ mà họ bộc trực á, thì họ sẽ bolo bala, họ nói liền, họ la liền, họ này kia, họ tay đôi gì với em luôn, ví dụ vậy. Mà riêng với vợ của em thì vợ em chọn cái cách im lặng, chọn cái cách chịu đựng. Tại vì vợ em nghĩ trong đầu rằng có nói ra thì em cũng sẽ không thay đổi, cho nên là thôi chấp nhận cái phần hy sinh cho mình, thiệt thòi cho mình, là mình cứ im lặng đi để gia đình nó yên ấm. Đó là theo cái chị cảm nhận là như vậy. Thì thành ra là chị nghĩ, tại vì khi em làm event em sẽ lanh hơn, cái cảm nhận của em nó sẽ nhạy hơn. Thì chị nghĩ rằng với bên ngoài thì mình nhanh, nhưng mà mình cũng phải áp dụng cái nhanh nhẹn của mình trong gia đình nữa. Em phải đoán trước, em phải đoán ý được vợ em Và em phải là người tìm hiểu vợ em, phá bỏ cái gọi là một cái bức tường mà vợ em đang chuẩn bị xây xong rồi đó. Chị nói thiệt luôn á, là chuẩn bị xây xong rồi, còn có cánh cửa thôi đó. Giờ là em phải phá nó đi. Em biết không, cái cặp vợ chồng trước của em á, là hai bạn đó là gần như là một á, là không có một cái gì mà đứng ở giữa hai bạn đó luôn đó. Thì cái cuộc sống vợ chồng như vậy á, thì nó mới hạnh phúc. Chứ không thì đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy em cũng là gánh nặng của vợ em, và ngược lại vợ em cũng sẽ là gánh nặng của em. Em hiểu với chị không? Sau đây thì hai vợ chồng phải chịu khó nói chuyện với nhau. Đúng, em phải là người khơi gợi cái điều đó nha. Dạ em cảm ơn. Và em cũng phải nói nha. Tại vì em biết không, anh này á, nếu mà anh làm về event á, thì tâm hồn ảnh á, cũng có cái máu nghệ sĩ, cũng có cái máu mà nghệ thuật ở trong đó. Thì cái thẩm thấu và cái cảm nhận trực giác của anh rất là nhanh. Anh rất là hiểu. Thành ra em đừng nghĩ là anh sẽ không thay đổi. Anh sẽ thay đổi nếu như em chịu nói. Nha cưng. Rồi. Thì cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.